Xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda Future 2 màu đỏ đen, còn rất là liền lạc nha các bạn. Xe này đi thì cực kỳ hoàn luôn. Xe nó còn rất là mới từ trên dưới, từ dưới lên trên. Future 2 thì đi là đôi đồng cuối đá. Theo 5 tháng nhưng mà cục máy nó còn rất là sạch luôn à. Đấy, cảm ơn các bạn rất nhiều.